Sáng hôm nay thứ bảy ngày 1 tháng 1 năm 2022, tức ngày Tết Tây, 6 cô gái tỉnh Ninh Bình Thuận có đi gửi 19 cái lục cho 19 anh em cầu thủ của các tỉnh thành phố. Thì cũng như mọi lần, em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh em cầu thủ trên toàn quốc quan tâm tin tưởng sử dụng lục cô gái tỉnh Ninh Bình Thuận trong suốt những năm vừa qua. Nhân dịp năm mới, em cũng xin chúc anh em cầu thủ, anh chị em cộng đồng YouTube năm mới an lành hạnh phúc. Đây là những hình ảnh em đi gửi lục tại bưu điện xã Mãn Tố, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Hình thức ship hàng bên em là gửi hàng toàn quốc, nhận hàng, thanh toán luôn cho nhân viên bưu điện hoặc nhà xe. Thì giá cả em sẽ công bố nói rõ từng loại cho anh em tham khảo. Về cái lục đầu tiên trên màn ảnh nhỏ của anh em là lục thép mạ đồng, trụ inox móc sắt, 700.000 bao ship, cầu tử từ 30 đến 45 cm, đồng giá tùy chọn 700 bao ship như hình. Anh em mua hàng bên em vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại trên màn ảnh nhỏ 0947 252 874, nhận hàng thanh toán luôn cho nhân viên bưu điện hoặc nhà xe. Cái lục thứ hai cũng là lục thép mạ đồng nhưng nâng cấp trụ móc ti đồng, 900.000 bao ship như trên màn ảnh nhỏ, cầu tử từ 30 đến 45 cm, đồng giá tùy chọn 900 bao ship. Thì em báo giá và chất liệu là như trên ảnh nha anh em. Giá cả chất liệu như ảnh, tức là gồm phụ kiện gồm có lá cống đầy đủ như ảnh. Còn ngoài cái ảnh này ra, giả sử như cái áo lụp dây đeo 100.000 một cái thì em chưa có báo giá trong này, anh em lưu ý. Thì cái lụp thứ ba, lụp inox nguyên cái, trụ móc ti đồng, 1 triệu bao ship. Thì chất liệu cụ thể như em đã nói, inox nguyên cái tức là khung inox, nan inox, trụ móc ti đồng, cầu tử từ 30 đến 45 cm, đồng giá tùy chọn 1 triệu bao ship. Nhưng mà đa số anh em trong thời gian vừa qua đều sử dụng cầu tử 35, nên hầu hết trong cái tất cả các cái clip em đều sử dụng cầu tử 35, em làm mẫu cho anh em tham khảo nó tiện hơn. Cái lục thứ tư trên màn ảnh nhỏ của anh em là lục thép lưỡng kim 1,2 triệu bao ship, chất liệu khung inox, nan thép lưỡng kim, trụ móc ti đồng, 1,2 triệu bao ship như hình nha anh em. Thì anh em mua hàng vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn ảnh nhỏ của anh em 0947 252 874. Lục thứ năm cũng là lục thép lưỡng kim nhưng nâng cấp trụ móc, nhưng nâng cấp sen xếp cánh bướm, 1,3 triệu bao ship như trên màn ảnh nhỏ của anh em. Thích thì ta xếp sen lại, không thích thì ta bung ra sẵn. Thì đằng nào cái con bổi nhảy vào sen lục nó cũng sẽ tự động bung ra để nó hứng bổi, nên anh em thích thì xếp xanh, không thích thì ta bung ra sẵn như trên màn ảnh nhỏ. Còn nói cái vụ xếp xanh này thì anh em muốn tham khảo kỹ hơn, cứ lên YouTube và gõ vào từ tìm kiếm lục cô gái cánh bướm, cô gái tên Linh Bình Thuận. Thì có rất nhiều cái clip em hướng dẫn sử dụng lục, test lục, em đã để sẵn lên kênh YouTube của em. Anh em lên đó và gõ vào từ tìm kiếm lục cô gái cánh bướm, cô gái tên Linh Bình Thuận. Ngoài ra bên em còn cung cấp thêm mẫu lồng gáo 550.000 đồng bao ship, chất liệu khung inox, nan thép lưỡng kim, cầu tử 60 cm, tháo rời. Cái lục này 550.000 bao ship, không lợp lá nha anh em. Cái lồng gáo này dùng để đánh trống như cái đàn cò, đánh bằng hình thức dịch dây chanh. Ngoài ra bên em còn cung cấp thêm mẫu lồng cô gái hai mạch nhá thái, rất giống cái lồng thái, với 3 mức giá khác nhau cùng một chất liệu giống nhau như trên màn ảnh nhỏ của anh em, là lụp hai mặt khung inox, nan thép lưỡng kim, trụ inox móc sắt, 1,000,000 bao ship. Cũng chất liệu đó, khung inox, nan thép lưỡng kim nhưng nâng cấp trụ móc ti đồng hai mặt, 1,2 triệu bao ship. Cuối cùng em cũng xin lời gửi lời cảm ơn chân thành đến em cô thủ, anh chị em cộng đồng YouTube đã bỏ chút ít thời gian quý báu để theo dõi cái clip và đăng ký ủng hộ kênh. Chúc anh em cô thủ, anh chị em cộng đồng YouTube năm mới sức khỏe, an lành, hạnh phúc.